tất cả các plan đã được mở khóa và không săn này. Không săn nha, đây. Đấy. Tất cả plan luôn. Trong phiên bản mới nhất 8.6.1. Đấy, các bạn sẽ sở hữu nha. Đấy. Đây, plan mới đây. Đấy, không săn nha. Không săn này. Đấy, cả custom của nó rất đẹp luôn các bạn này. Hello, chào mừng tất cả các bạn quay trở lại với kênh BVZ Mode. Và các bạn hãy ủng hộ mình bằng cách đây, nhấn vào đăng ký này nha, để ủng hộ mình giúp mình sớm đạt được 1.000 subscribe nha. Rồi thì kênh của mình cũng hơn 500 người đăng ký rồi, thì mình cũng chia sẻ được một vài video rồi, thì cũng rất cảm ơn tất cả các bạn đã luôn yêu mến ủng hộ kênh của mình BVZ Mode để mình có được hơn 500 sub. Và mình cũng mong muốn là sớm đạt được 1.000 subscribe nha, thì các bạn hãy ủng hộ mình. Rồi thì video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách mà có thể hack mode không săn, low reload, không chờ thời gian hồi phục cây trong phiên bản BVZ2 quốc tế mới nhất nha, 8.6.1. Thì cũng như mọi lần, các bạn sẽ kéo xuống phần mô tả video của mình. Đây, nhấn vào đây để kéo xuống phần mô tả nha. Thì các bạn tải cho mình 3 bước đây. Thứ nhất là các bạn tải cho mình file ESX Browser về duyệt tập tin. Và cái bạn nào mà chưa biết cách tải có thể xem video hướng dẫn dưới phần mô tả. Rồi, bước thứ hai các bạn tải game này nha. Bạn nào mà chưa biết cách tải và cài đặt game thì có thể xem video này. Đây. Đây. Đây chính là cách sở hữu tất cả plan 8.6.1 Max Level nha, từ Level 10 cho đến Level 20. Thì cái video này mình đã chia sẻ cách đây một tuần rồi. Thì bạn nào mà chưa biết cách tải và cài đặt và chép cái BB chấm đạt đấy để có Max Plan thì các bạn phải xem video này nhé. Đây. Đấy. Để các bạn làm thành công nha. Rồi. Tiếp theo là các bạn tải cho mình cái link mode không săn nha. Đây. Mode không săn low reload 8.6.1. Các bạn sẽ nhấn vào đường link này. Đấy, sau đó chọn là chôm hoặc trình duyệt cũng được, tùy các bạn. Thì các bạn sẽ nhấn vào mũi tên để đào nó xuống nha. Nó có 20.9 KB thôi, rất nhẹ, cho các bạn lưu về máy. Rồi, sau khi các bạn đã tải xong thì các bạn sẽ vào ES cho mình. Rồi, bây giờ các bạn sẽ chọn vào cái ES này cho mình nha. Nhấn vào ES để chúng ta duyệt tập tin. Tiếp tục các bạn sẽ chọn vào Internet Storage. Chọn mục Download. Đây, chính là không săn low reload 8.6.1 đây. Các bạn sẽ nhấn giữ file này. Sau đó chọn dấu 3 chấm. Nhấn giải nén nha. Ok. Đấy, tập tin đã được giải nén thành công. Các bạn sẽ chọn vào cái tập vừa giải nén đây. Thì ở đây, bạn nào mà chưa chép BB chấm đạt đấy, để có Max Plan đấy, thì các bạn sẽ chép BB chấm đạt nha. Như cái video mình hướng dẫn cách sở hữu tất cả các Plan đấy, là các bạn chép BB chấm đạt. Còn ở đây thì mình hướng dẫn các bạn cách chép file không săn đấy, thì các bạn sẽ chọn cho mình cái plan never.rtgon, chọn file này, sau đó chọn dấu 3 chấm, nhấn chép vào, tìm đến Android, sau đến data com.ea game bvz2 cái ngang row, tiếp tục là file no backup và cuối cùng là cdn.8.6 nha. Đấy. Sau đó nhấn ok. Áp dụng cho tất cả. Ghi đè. Đấy. Thì tập file không săn no reload đã được chép thành công. Thì bây giờ các bạn chỉ việc out ra. Sau đó chúng ta sẽ vào game và thưởng thức thôi. Rồi, đây chính là tên kênh của mình nha. Nếu các bạn đã thành công thì đừng quên cho mình một like, share video và đăng ký kênh giúp mình sớm đạt 1.000 subscribe nha. Và chúng ta sẽ nhấn vào cài đặt này để chúng ta biết được đây là phiên bản gì. Đấy, chính là 8.6.1 nha. Rồi, bây giờ các bạn sẽ nhấn vào play để chúng ta vào game. Thì ở đây
các bạn sẽ sở hữu được số vàng và kim cương mắc nhá. Nếu các bạn chép BB chấm đạt đấy, nó sẽ có một gần 1 tỷ cho các bạn sử dụng này đấy. Rồi chúng ta sẽ nhấn ở quyển sách góc trên và chúng ta để ý này, đây tất cả các plan đã được mở khóa và không săn này, không săn nha, đây đấy tất cả plan luôn trong phiên bản mới nhất 8.6.1 đấy, các bạn sẽ sở hữu nha. Đấy đây plan mới này, đấy không săn nha, không săn này đấy. Cả cốt tơ mờ của nó rất đẹp luôn các bạn này, đấy trang phục. Rồi thì bây giờ mình sẽ vào test thử cho các bạn xem cái không săn này nó như thế nào nhé. Rồi, thì các bạn đã thấy được sức mạnh của không săn low reload là như thế vậy. Và video của mình đến đây là kết thúc rồi. Nếu các bạn thấy hay thì đừng quên để lại cho mình một like, share và đăng ký kênh nhé, giúp mình có động lực nhiều hơn nữa để tạo ra nhiều video phục vụ tất cả các bạn nhé. Rồi, bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Chúc tất cả các bạn thành công.